tránh ga trễ rồi, trời hay ngủ thêm có 5 phút mà trễ rồi. Tránh ga mọi người, còn dướng nữa má, tránh ga cái gì vậy? Ôi trễ học rồi. Cứu tôi. Ôi, hai bạn này ở tập trước khịa mình nhà nghèo nè. Đúng. Ồ, hai bạn đấy làm gì vậy? Mặc đồ xấu vậy ha? Ủa thì tại tôi nghèo, tôi không có tiền nên tôi mặc đồ này thôi. Nghèo cũng đội đi học. Ok, học nghèo không được học hay sao ta? Hai bạn này sao tối ngày khịa mình hoài ta? Bộ tôi xấu lắm mọi người. Tôi nghèo lắm mọi người. Nhìn tôi cũng được mà. Đi trễ rồi, vô học trễ rồi. Đó không cô la nữa. Thôi ngồi kế hai bạn này đi. Tiết đầu tiên là mình học gì đây? Kết hợp thẻ hả? Đây đúng không? Đây và đây. Đây, ủa đâu có ta? Đây. Đây. Và đây nữa, đúng rồi. Được, dễ mà. Ê, rồi hết nhé. Ôi rồi, hết giờ rồi. Mình được có điểm D thôi à. Rồi, toan rồi. Thôi đây mình qua môn khác mọi người. Ê, vừa nghèo mà còn học dở nữa. Ơ kìa, sao vậy ta? Tôi có làm gì hai bạn đâu, sao hai bạn khịa tôi hoài vậy? Vừa nghèo còn học dở nữa hả? Thôi chịu rồi mọi người. Tôi buồn quá mọi người ơi, tôi buồn quá. Tôi đã nghèo mà còn học dở nó bị bạn với bạn chê kìa. Đúng. Để mình chứng tỏ lại cho bạn xem ha. Đây, mình học môn toán là môn tủ của mình đó. Rồi, ghê chưa? Vô môn toán nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ê, tôi biết làm rồi nghe. Ê, rồi hết giờ rồi. Ủa, sao mau vậy? Ôi, điểm D luôn à. Thôi, toan rồi mọi người ơi. Toan rồi. Cứu tôi. Lại điểm F. Ôi, ngày hôm nay mình học cái gì mà 3 điểm D mà 2 điểm F rồi. Chuyến này về chắc ba mình không cho mình ngủ ngoài gầm cầu luôn á. Thôi kệ đi, dù gì cũng chạy về nhà cái rồi tính nè. Đi, về nhà. Rồi chắc chuyến này ngủ gầm cầu quá. Ba. Ủa sao ba đứng đây vậy? Có chuyện gì không ba? Có chuyện gì không? Cô giáo mới điện cho tao, nói mày học dở lắm đúng không? Trong lớp mình học cái gì mà toàn điểm D với điểm F không à? Mày ngồi đây, lại đây tao biểu. Cái chuyến này chắc là tao phải đưa mày ra nước ngoài mày học thôi. Chứ cái gì mày học cái gì mà dở quá. Học cái gì mà không được rồi. Tao mới mua cho mày bộ đồ ở trong tủ đó, mày vô mày coi đi. Dạ. Ê. Ba ơi, sao ba thiết kế cái nhà kỳ vậy ba? Sao con ba mà nó cứ dướng dướng cái đầu con hoài ba? Dạ rồi, con vô được rồi. Hay để mình coi ba mình mua cho mình bộ đồ gì ha. Wow, bộ đồ đẹp quá nè. Đồ đẹp quá ta. Bộ đồ đẹp quá nè ba, con cảm ơn ba ha. Bộ đồ đẹp quá, lên nhạc cái nào, lên nhạc. Lo đi nghỉ đi, ngày mai tôi đưa mày đi nước ngoài học luôn. Dạ. Wow, mình được đi máy bay rồi nè. Ấy, mình đi qua bên cái khu của mấy chị Blackpink nè. Được, qua đúng Blackpink cũng được. Wow, mình tới nước ngoài rồi mọi người ơi. Ủa mà sao nước ngoài vẫn có chị nữ tiếp viên hàng không vậy ta? Wow, có nhạc đỉnh ha. Dạ, đóng visa đi. Hello everyone. Hello. Có ai đón tôi không? Có ai đón sang ba tôi không? Hello everyone. Hello mọi người. Ủa mà không ai đón luôn mọi người. Thôi mình đi học các bạn. Đấy mọi người ơi, thì là mình đã tới nước ngoài các bạn. Thì mình tới cái những bên gì rồi ta? Bên Đông Á các bạn. Đông Á thì nghe nói là bên này mấy anh chị học giỏi lắm. Nên ba mình đưa mình qua đây để mình học các bạn. Đây nè, đây mình coi mấy chị đi học bao nhiêu điểm ha. Wow, Gin à.
bạn chỉ đứng đầu ở cái người đứng đầu là Jin nè, Spark Queen gì nè, cái kiểu nè. Giờ mình vô mong là vô game mình gặp mấy bạn này ha. Hello hello mọi người nha. Trời ơi cái trường bên này nó thơm dữ người ta. Hello. Ủa không ai vậy hả? Sao vắng que vậy ta? Hello hello. Ấy, bên trường này nó có cái cúp gì nè mọi người. Ồ, đạt giải nhất là được cái này đúng không? Rồi. Nhất định ngày hôm nay tôi sẽ được giải nhất bên cái giải này nha mọi người, tham gia luôn. 10 kim cương đúng không? Rồi ok. Wow. Được cái nha, được được rồi. Cái gì vậy? À đây là cái bảng mấy bạn chung với tôi hả, gì thi đua ở nhà đúng không? À, bên này mình thi đua mình có học có quà nữa nè các bạn. Thư viện tiết đầu tiên, tiết này tiết tủ của tôi rồi. Để tôi nhìn thử có các bạn nào quen không ha, có bạn nào trên bảng xếp hạng không ta. Hình như là không các bạn, nhưng mà hình như đa số mấy bạn bên đây học giỏi lắm. Để tôi học chung với các bạn này như thế nào, ngồi kế bạn này đi, ngồi kế bạn Andy nè. Đó, biết đâu mình lay cái hên người ta xong, ông bà mình nói là gì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mọi người. Biết đâu mình gần bạn này, biết đâu mình sáng lên sao đúng không? Đúng, đúng. Ok ha. Đây rồi, tiết học sắp bắt đầu rồi. Sắp bắt đầu rồi, cô giáo vô chưa? Chưa thấy cô, ê cô giáo nè. Arin nè, hồi nãy ngoài kia tin ghiên gì mọi người, nhớ nữa. Rồi bắt đầu. Màu đen, màu rõ. Yeah. Phải từ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Ấy đúng là bên này người ta học giỏi thì các bạn, mà tôi lay tính mấy bạn này luôn sao nè. Người ta 20 giây thôi, tôi 26 giây, 27 giây các bạn. Wow, đúng là tôi lay tính mấy bạn này ha, mấy bạn học giỏi thiệt luôn á. Ôi, tôi lên hạng 1 luôn các bạn, tôi học một cái mà tôi lên hạng 1 luôn. Wow, đúng là bên này tôi học giỏi. Ấy các bạn anh đi hồi nãy xong sớm nha. Rồi, vậy tôi ngồi cứ anh đi tiếp nha mọi người. Mời nè. Bạn đứng hạng 2 trong lớp. Wow, được, ngon vậy ta. Anh đi ơi. Anh đi, bạn đâu rồi? Cho mình ngồi kế bạn nha. Ủa bạn đâu rồi? Đâu ta? Đây, bạn đây nè. Đúng là văn học võ có khác các bạn. Các bạn ta đứng trên ngồi những bàn đầu thôi. Những ông nào mà ngồi dưới là học sinh cá biệt á, đúng không? Nên bạn cho mình ngồi kế bên, bạn có gì bạn chỉ mình nha. Rồi tiết học sắp bắt đầu rồi nè, mình phải tập trung mới được. Hết sức tập trung. Nấu ăn à? Nấu ăn ở nhà mình nấu đâu có giỏi đâu ta, không biết vừa qua đây mình nấu giỏi không nữa. Ở nhà mình toàn báo không chứ mình nấu cái gì trời. Ôi, tôi đứng hạng 3 trong lớp các bạn. Đúng là tôi ở đây tôi học giỏi hơn các bạn ơi. Ui, mấy bạn kia đâu hoàn thành đâu. Tôi học giỏi nè, tôi đứng hạng 3 nè. Ủa, tôi đứng hạng 4 mọi người. Có ông này là ông nào nữa. Không biết nữa. Bạn anh đi bạn 24 cái thôi. Bạn khui một cái rồi. Thôi cũng được. Mình giảng hạng 1 cho mọi người. Wow, tới giờ ăn trưa rồi mà đi ăn miếng ăn trưa cái nè. Mình qua đây tới giờ sáng giờ mà đi xuống máy bay mình chưa có ăn gì luôn các bạn. Đây là bữa ăn ngon của bạn hả? Chú ơi, bán cho con cái gì đây? Chú bán cái gì ạ? Con ăn mì ý đi. Con khoái mì ý lắm á. Rồi con ăn mì ý ha. Ủa mấy bạn kia các bạn không ăn, có bạn nào đang ăn nè, ấy các bạn số 1 hồi nãy nè các bạn. Ủa mà bạn đang ngủ mà sao bạn học được ta? Bạn này bạn ảo ma vậy? Thôi kệ đi mọi người mình ăn cái đi. Bạn đang ngủ mà bạn cũng học được đó hả? Rồi mình ăn rồi ha, rồi mình đi học tiếp thôi. Tiết tin học thì được cái là ở bên Việt mình á, mình học giỏi lắm các bạn. Mình học giỏi lắm nhưng mà không biết qua bên này như thế nào á. Tôi thấy run quá các bạn, sao bên này tiếng Anh không ạ? Ở bên kia mình tiếng Việt mà, bên này tiếng Anh không, sao mình biết đường tại? Các mình thua quá. Đúng là qua nước ngoài các bạn học tiếng Anh không à. Chữ gì đây? Đúng rồi, đúng được rồi nè. A few moments later. Wow, với môn này mình được hạng A thôi các bạn. Mình được hạng A cũng được ha. Còn bạn kia kế bằng kia được A cộng, vô nhất lớp luôn à. 22 câu. Mình chỉ được A thôi cũng được các bạn. Đây là thành quả của mình các bạn ơi. Các bạn so sánh là các bạn với bạn trước của mình nè, là toàn điểm D, điểm F không, mà mình qua đây mình đã có một ngày thôi mình đã học giỏi lên các bạn, mình được A cộng B rồi cái kiểu rồi các bạn. Về cái này về chuyến này ba mình rất là tự hào đây các bạn ơi. Đúng là con trai của ta. Ok các bạn, thì chắc có lẽ là mình phải ở đây học một thời gian nữa các bạn, xong rồi mình mới về ha các bạn. Nhưng mà các bạn đừng vội đi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ạc của ba mình để mình lên TV nè các bạn, cũng như trả kèo mini game kết bạn, cũng như tặng quà cho các bạn ha. Giờ let's go qua ạc của ba mình thôi. Qua. Hello các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại nhà tôi ha. Bây giờ lên TV các bạn ơi. Hello, mấy ông đi theo tôi làm chi ta? Rồi lên TV nè. Đầu tiên thì bạn gì đây nha? Mấy bạn cứ khoe, bạn đừng nút khoe, bạn bấm lên một cái thôi. Bạn Mel nè, bạn 2012 nè. Hello anh Tùng, một ngày vui vẻ. Hello em nha.
thằng Bảo Châu nè, có mùi gì thum thủm nè. Nè hỏi cái đi. Hỏi không nè. Được chưa? Anh đẹp trai ha, anh cảm ơn ha. Đây anh. Hello bạn Lisa ha, bạn Mèo nè. Bạn Văn Quyên hả? Văn Quyên nhỏ hả? Thanh nè, bạn Linh Mai Jun. Linh Mai Jun Jun kế bên kìa. Mời các bạn xem like, nhớ đăng ký cho anh Toàn nha kìa. Cảm ơn Hiếu ha. Linh Mai Jun nè, Jun con tên Hiếu nè. À, Chanh nè, à, Chăm Bà Lây nè ha. Còn 3 ngày nó vô học rồi, ủa gì hả? À, Woodsbub nè ha, bạn Cao Mét Tư nè, Lô Shop Hello, Hane nữa hả? Hay là các con FF ha, Minh Vô Lô. À, bạn này không đọc tên nha. À, bạn Khủng Long 7 món. Bạn Hobika, Hobika, bạn Roni, bạn Cá Heo Hồng T1 nè. Bạn Văn Con Toàn Mập Địch vậy mày. Cái thằng nào vậy? Lóc à? Quân ha, Văn Sai với Quân nè, Thư nè với lại Trang đây nè, hello ha, gọi đi qua nè, Rin ký em ha, lát ký xì lát ký sao ha các bạn. Rin đây, bạn Khoa, bạn Tính Công Tử, bạn Văn Khuyên, bạn Tuấn, bạn Thầy da tôi rớt rồi mọi người. Bạn bạn gì đây, đứng một nùi không biết tên luôn mọi người, giờ ha, tự đọc ha. Bạn bạn Thâm nè, bạn Khôn Bà Lây, trời sao tôi rớt hoài ta. Ơi sự ổn không, già lâu quá không đi cái nhà này, quên mọi người, đứng gớt mọi người. Bạn bạn nào đây phát cơm chó à, bạn Lu Sai với bạn nào vậy, hắc mi à, dữ vậy sao, y quá nhiều, yêu quá nhờ, dữ vậy ta. Rồi tiếp ha, hello mọi người, là mình Tuấn Trẻ Châu đi, nhìn là biết Trẻ Châu rồi. Tuấn Trẻ Châu hả, Toroza nè, à, cá con nè, Thanh Ne hoài luôn, mấy bà hoài luôn. Bóc hộp á là sao, Khủng Long 7 món, Linh ha. À, Xin rồi ai nữa, Moon Toàn Hoa Nách nở hoài luôn á, hay Tú Idol ha, hay vậy quá. Thương Thanh Hương lớp 1 A Hi Hi, cái gì trên này đông vậy. À, bây giờ nhìn từ đường sau nhớ bạn, khoe quá không thấy đường rồi, mình đi qua luôn ha, các bạn khoe quá không thấy đường đâu rồi, đã dặn rồi các bạn đừng có bấm nút khoe không thấy đường, gắng chịu nha. Ai chưa like hãy like nha mọi người, Nghĩa nè, bạn Hoàng Dubai nhau nè, Bệnh Du Lô nè. À, mấy bạn ơi, mấy bạn đừng cứ khoe nha. Ví dụ mình anh có đi nghe mấy bạn bấm nút khoe một lạc rồi, bạn khoe nhiều quá anh không có thấy tên các bạn, gắng chịu á. Rồi đi ha. Bạn Bảo Long nè, bạn Cường Đô La nè, bạn Tô Rô Gia, bạn Em Bé Cai đây. Ủa hả, tao nhớ con Nina nó ngồi con mình mà sao giờ bu đông vậy, anh làm sự kiện chưa hả? Chưa ha. Bạn Linh nè, bạn Nina nè, bạn bạn gì đây. Rồi Rin nè, rồi xong hết mọi người, lên TV xong đó các bạn. Bù quá không thấy đường đâu các bạn, chịu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ký tường cũng như là chơi game ha. Ok các bạn, thì cái kèo mini game kết bạn cũng như là cái trả kèo tặng quà thì mình đã ở video sau mình trả luôn các bạn ha. Bây giờ mình là không kịp các bạn ơi. Rồi thì cái mini game video này chúng ta cũng là như vậy các bạn, thì các bạn cứ nhận cái gói quà này ha. Rồi các bạn cứ comment bên dưới là bước 1 các bạn like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông. Bước 2 là để lại cái tên của bạn cộng với cái ID ha các bạn ha. Rồi thì giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Bye bye.